Phanxê. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Những người Pharisêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Đức Giêsu. Họ đòi người một dấu lạ từ trời để thử người. Người thở dài não ruột và nói: Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ? Tôi bảo thật cho các ông biết, thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào cả. Rồi bỏ họ đó, người lại xuống thuyền qua bờ bên kia. Suy niệm: Sau phép lạ hóa bánh ra nhiều, những người Pharisêu cùng nhau kéo đến gặp Chúa Giêsu. Họ kéo đến với số đông như thế gặp Chúa. Thánh sử Marco đã cho chúng ta thấy rõ lòng dạ của nhóm biệt phái Pharisêu đó. Họ kéo đến với số đông người như thế để đòi Chúa làm dấu lạ từ trời và để thử Chúa. Họ muốn Chúa Giêsu minh chứng về Ngài bằng việc làm, vì việc làm sẽ minh chứng Chúa Giêsu là ai. Họ suy luận rằng xưa kia trong Cựu Ước, để minh chứng là tiên tri, thì mai sen đã xin được manna từ trời xuống cho dân. Thật ra thì nhóm này đã từng biết đến những phép lạ Chúa đã làm. Khi những người biệt phái đòi hỏi một dấu lạ, thái độ đó gợi lại sự thử thách mà người Do Thái trong thời kỳ lang thang trong sa mạc cũng đã đòi hỏi nơi Thiên Chúa. Thái độ đó cũng tương tự thái độ của Satan khi đến cám dỗ Chúa Giêsu. Thật thế, Satan đã bảo Chúa Giêsu hãy gieo mình xuống từ đỉnh đền thờ. Nhưng Chúa Giêsu đã mượn lời của chính Thiên Chúa nói với dân Do Thái trong Cựu Ước để khước từ cám dỗ của Satan. Ngươi chớ thử thách Thiên Chúa là Chúa ngươi. Trước sự cứng lòng tin của những người biệt phái, Chúa Giêsu đã khước từ mọi phép lạ. Hay đúng hơn, Ngài không làm phép lạ để nói với họ hơn là cái chết của Ngài trên thập giá. Bởi vì chỉ cái chết ấy mới có thể lôi kéo mọi người về với Thiên Chúa. Dấu lạ cả thể mà có lẽ con người thời nay đang chờ đợi nơi giáo hội chính là dấu lạ của tình thương. Lạy Chúa, thân phận chúng con luôn bị lôi kéo bởi những tham sân si đời này. Xin Chúa soi sáng và thánh hóa những tư tưởng, hành vi sai lạc của chúng con, để chúng con trở về với Chúa mỗi ngày và dám tín thác vào tình yêu Chúa hơn.